rất vui được gặp lại các bạn quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, kênh thông tin giải trí hàng đầu Cbiz. Còn bây giờ sẽ là những tin tức của ngày hôm nay. Dương Tử vừa khoe ảnh chụp cùng bố mẹ trên trường quay, dựa vào trang phục thì khán giả đoán rằng bức ảnh này chụp khi Dương Tử quay phim Trầm Vụn Hương Phai ở Hoành Điếm. Khi đến chơi cùng con gái, bố mẹ Dương Tử còn mang theo chú cún nhỏ xinh. Sau khi Dương Tử khoe ảnh gia đình lên mạng xã hội, nhiều người lập tức tràn vào bình luận. Đa phần ý kiến đều là khen Dương Tử xinh xắn đáng yêu, có khán giả còn tinh ý nhận ra những đường nét nổi bật trên mặt Dương Tử là di truyền từ mẹ. Đây không phải lần đầu tiên Dương Tử khoe mẹ trước công chúng, trong một số sự kiện quan trọng thì nữ chính Hương Mật Tựa Khỏi Xương vẫn đưa bố mẹ đến tham gia. Hay gần đây khi Dương Tử đóng phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, cô cũng đưa mẹ vào dự án với vai khách mời chỉ xuất hiện trong phần đoạn ngắn. Bố mẹ của Dương Tử khá tự hào về cô con gái xinh đẹp giỏi giang nên bất cứ khi nào có điều kiện đều sẽ khoe con ở mức tối đa có thể. Là một thông tin khác, bộ phim Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử vẫn đang phát sóng trên WeTV với hàng loạt tình tiết gây bất ngờ. Sau khi xem một mạch 20 tập phim thì nhiều khán giả bày tỏ rằng nam chính Từ Khai Xính xấu trai và kém duyên hơn nam phụ Nhậm Hào. Lý do mà những khán giả này đưa ra là Từ Khai Xính cao to điển trai, nhưng đường nét trên gương mặt nam diễn viên lại phù hợp với phim hiện đại hơn là phim cổ trang. Thêm nữa, vì mặc trang phục có kiểu dáng màu sắc quá nhạt nhòa, nên mỗi khi đứng cạnh nam phụ Nhậm Hào, Từ Khai Xính lại trông có đôi phần lép vế. Thậm chí thì một số khán giả còn vì ghét Từ Khai Xính mà chuyển sang chỉ trích Triệu Lộ Tư. Họ cho rằng Từ Khai Xính và Triệu Lộ Tư không đẹp đôi. Triệu Lộ Tư nên sớm bỏ Từ Khai Xính để chuyển sang yêu nam phụ Nhậm Hào. Bất chấp cả việc Từ Khai Xính đang là nam chính, khán giả vẫn yêu cầu ekip sản xuất đổi kịch bản cho Triệu Lộ Tư và Nhậm Hào thành đôi thành cặp. Ở chiều ngược lại thì fan của Từ Khai Xính, Triệu Lộ Tư mắng Nhậm Hào đóng vai vô duyên, mưu mô xảo trá. Lý do được đưa ra là nhân vật của Nhậm Hào hết lần này đến lần khác phá rối cặp vai chính. Dù biết rõ Triệu Lộ Tư chỉ yêu Từ Khai Xính nhưng Nhậm Hào vẫn không bỏ cuộc. Hiện tại thì cuộc tranh cãi giữa fan Từ Khai Xính với fan Nhậm Hào xoay quanh bộ phim Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay thì đừng quên ủng hộ Top Sao Hoa bằng cách nhấn like và chia sẻ cảm xúc của bạn ở phần comment ở phần bên dưới. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại!